We would like to welcome everyone to witness the first ever debut single of the 16 members of SGO48 Heavy Rotation. I want you, I need you, I love you.
Và đó chính là MV của Heavy Rotation. Xin chúc mừng các bạn của SGO48. Wow. Và đó chính là MV với các bạn 8 phút. Đây cũng là lần đầu tiên mà Dustin được xem MV này cùng với các bạn. Xin được chúc mừng cho SGO48 với MV debut Heavy Rotation. Xin một tràng pháo tay lớn dành cho sự nỗ lực của tất cả những cô gái được không ạ? So that's the MV version of first debut single of SGO48. And thank you for your applause for our girls. They tried so hard in the last couple months, right?